Quay đo quả thôi, không có quay mặt thôi. Quả ai ghê vậy?
quay hoa quả là không có người đâu. Quay hoa quả thôi à? Em quay dưới đó hả? Quay đồ thịt. Quay hoa quả thôi, không quay người đâu ạ. Em quay quầy hàng nữa, không quay gì đâu. Quay quầy hàng nữa. Quay hoa quả rồi. Con sẽ quay hoa quả. Con quay người được không?
không quay hoa quả đấy, không không quay người đâu. Thì chị cho em quay cầu hàng tí, không không quay người đâu. Em quay cửa hàng tí, em quay làm vlog thôi, có gì hết, không quay người đâu, không không có quay người, không quay gì đâu, em quay cửa hàng. Có hoa quả rau đồ củ quả này. Sao đi đâu thằng cua kìa, kìa. Nó quay gì? Quay làm vlog rồi. Hả? Quay làm vlog rồi. Có 3 thứ luôn, 10.000 thì 3 thứ, mà 3 thứ thì chỉ có 10.000 thôi nào. Tất tần tần mà tốt tần tần luôn. Cái gì 10.000, 3 thứ. Cứ 10.000 là 3 thứ, mà 3 thứ thì chỉ có 10.000 thôi. 3 khẩu trang 10.000, 3 chiếc lực 10.000, 3 hoàn chảy 10.000, hay 3 thứ một tóc 10.000. Hà Nội, bán lên kìa.